Xin chào tất cả mọi người. Đây là cây cỏ bạc đầu. Mọi người thì rất hay nhầm giữa cỏ bạc đầu với cả cỏ gấu, cho nên là mình có lấy về hai cây cỏ gấu để so sánh để mọi người đỡ nhầm lẫn này. Cây cỏ gấu hay còn gọi là cây hương phụ ấy, thì cây này thì thân nó cứng hơn. So với cỏ bạc đầu thì thân nó cứng hơn và ở gốc nó có củ này. Cho nên là chính vì thế mà cây này rất là khó tiêu diệt. Ví dụ như vườn các bác mà có nhiều cây này thì rất là khó tiêu diệt luôn, tại vì cái củ của nó ví dụ trên thân nó lụi nhưng mà củ nó còn thì nó vẫn lên được. Đây còn cây này này, cỏ bạc đầu này, ở gốc nó như thế này. Và thân của nó mềm hơn, lá của nó mềm mại hơn. Cây này thì rất là dai và cứng. Cho nên là hai cây khác nhau. Tại vì hôm trước thì mình thấy có một số bạn nhầm lẫn giữa hai cây này, cho nên là mình sẽ so sánh để các bạn nhìn rõ hơn này. Đấy. Về tác dụng của nó thì cũng khác nhau, tại vì hai cây khác nhau mà, cho nên là tác dụng của nó cũng sẽ khác nhau. Cây cỏ bạc đầu này thì tác dụng của nó nói chung là rất là nhiều tác dụng. Thì tác dụng cơ bản của nó ấy, thì nó là kháng viêm này, rồi hạ huyết áp này. Và tác dụng nữa là nó có tác dụng lợi tiểu. Và thêm nữa thì cái cây này nó có cái chất chống ung thư, nên là cái này thì mọi người thường hay là sắc nước uống này. Bộ phận dùng của nó thì cả thân, cả cây luôn, để sắc nước uống. Hoặc là mùa thu hái của cây này thì có thể thu hái quanh năm. Nói chung là tất cả những cây thuốc có thể thu hái quanh năm, nhưng mà tốt nhất thì mình nên thu hái vào còn cuối mùa hè, đầu mùa thu ấy. Thì lúc đấy cây nó trưởng thành rồi thì cái dược tính ở trong cây nó rất là cao, cho nên mình sẽ thu hái vào tầm đấy là rất là đẹp. Đây còn cái cây hương phụ này, cây cỏ gấu này thì nó sẽ là trị rối loạn tiêu hóa này, hoặc là đau bụng kinh. Đau bụng kinh rồi điều hòa kinh nguyệt này. Với cả cây hương phụ này thì nó khá là thơm, có mùi thơm rất là đặc trưng. Còn cây cỏ bạc đầu này thì nó có mùi khác nhau luôn. Hai hoàn toàn khác nhau. Đây cỏ bạc đầu này cũng rất là thơm. Và cái đặc điểm dễ nhận biết rất là nhất là cái này, đến khi mà nó trưởng thành nó sẽ có hoa ở đây này. Đó, nó sẽ có hoa ở đây. Còn cây này nó sẽ như này và cái hoa của nó khác. Cây này là chưa ra hoa đâu. Ra hoa, cây này nó lớn, nó trưởng thành, nó có hoa thì hoa của nó sẽ gai gai. Cây này thì đều là cây chưa trưởng thành, còn cây này thì là có hoa như thế này. Đấy. Đây và rất là dễ nhổ thôi, rất là mềm luôn. Đấy. Cây này thì cứng. Đấy là hai loại cây nó khác nhau, cho nên là mình sẽ phân biệt và để biết được cái công dụng của nó, đi hái thuốc cho đúng. Hái thuốc thì mọi người sẽ hái vào tầm buổi sáng sớm thì là tốt nhất, thời tiết mát mẻ. Còn buổi nắng nóng thì thôi, thì mình sẽ không bao giờ hái thuốc vào buổi đấy. Đấy, hai loại cây thì mình phân biệt cho rất là dễ thôi. Nhưng mà cũng khá là nhiều người nhầm, tại vì lá của nó gần giống nhau ấy. Nếu mà khi mà nó chưa ra hoa ấy thì chưa có hoa ấy, thì cả hai cây nó gần giống nhau, cho nên mọi người rất hay nhầm. Đây cây này nó sẽ mọc thành bụi này. Nó mọc thành bụi, còn cái này nó từng đơn, từng cây như này. Nó rất là khó nhổ và ở gốc nó có củ. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.